Nga triển khai tên lửa bội siêu thanh đến lãnh thổ ở Baltic. Hôm qua, hãng Reuters dẫn thông báo của quân đội Nga với nội dung đã tăng viện tên lửa bội siêu thanh Kinzhal cho vùng Kaliningrad trên bờ biển Baltic. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng cộng 3 tiêm kích MiG-31 với một số lượng chưa rõ tên lửa Kinzhal đến căn cứ không quân Chkaslov thuộc Kaliningrad. Bộ này cho hay các tiêm kích sẽ được đặt trong tình trạng cảnh báo 24/7. Việc Nga triển khai tên lửa bội siêu thanh đến Kaliningrad diễn ra trong bối cảnh chiến sự Ukraine diễn ra đến tháng thứ 6. Trang Defense News nhận định đây có thể là động thái nhằm thể hiện khả năng đe dọa của Nga đối với các tài sản quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Vùng Kaliningrad nằm giữa lãnh thổ của hai quốc gia thành viên NATO là Ba Lan và Litva. Quân đội Nga cho biết Kinzhal có tầm bắn tối đa 2.000 km và đạt tốc độ bay gấp 10 lần vận tốc âm thanh, có nghĩa là tên lửa này khó bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng không hiện đại. Nga từng sử dụng Kinzhal trong lúc triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Địa thế của Kaliningrad đã đặt nơi này lên vị trí tuyến đầu trong nỗ lực của Moscow nhằm đối phó cái gọi là chính sách thù địch của NATO. Trước tên lửa bội siêu thanh Kinzhal, quân đội Nga đã đưa tên lửa dẫn đường chính xác Iskander và các hệ thống phòng không hiện đại nhất đến lãnh thổ trên bờ biển Baltic. Trong một diễn biến liên quan, Mỹ sẵn sàng phê duyệt gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá khoảng $800 triệu cho Ukraine, theo Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin.